Ở tuổi 63, bà Mai Thị Thu Vân sinh sống tại An Giang, có hơn 20 năm âm thầm làm việc thiện. Hàng xóm trìu mến gọi bà là cô Út tử tế. Cách làm thiện nguyện của bà chứa đựng nhiều ý nghĩa, được người dân xứ Cù Lao, huyện Phú Tân rất trân quý. Khoảng 4 giờ 30 phút, khi nhiều người còn chìm trong giấc ngủ, thì cô Út Vân bắt đầu khởi động cho ngày mới với thùng bánh mì từ thiện và kèm nước uống cho người nghèo. Nhìn lên thì tôi không có bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì mình đỡ hơn nhiều người. Thành ra mình nhín chút xíu vậy đó, mình nhịn ăn bớt lại để cho những người nghèo khác. Mình giúp được người nào đó là mình thấy trong lòng nó vui vui vậy. Dù mắc bệnh tim ngặt nghèo, song trong hơn 20 năm qua, trái tim và lòng nhân ái của cô Út Vân luôn lan tỏa, hết lòng giúp đỡ người nghèo khó. Đó là những người khuyết tật, người bán vé số, người lao động nghèo. Mới đây, cô Út Vân lập một quầy nước uống miễn phí trước cửa nhà chia sẻ với khách đi đường mỗi khi cần. Với giấc trưa này đó, nắng gắt nhưng mà tôi khát nước. Cô này có cho tôi nước rất sạch. Tôi thấy cô việc làm của cô Út này quá là làm phước. Đức giúp đỡ mấy cái người mà đi dọc đường, khát nước. Tinh thần của cổ là quá quý, quá đẹp. Tấm lòng này nó được thể hiện từ lâu rồi. Còn cái chuyện mà cấp phát bánh nước rồi này kia ở đây thì rất là tử tế, rất là đàng hoàng. Có khi người ta không có tiện dựng xe thì cổ cũng đem ra tận tay. Thì còn cái gì mà tử tế cho bạn? Theo tôi nghĩ là rất là tử tế. Tử tế này đúng cái chữ mực của nó đó. Niềm vui, hạnh phúc lớn nhất của cô Út Vân là tiếp tục được chia sẻ tình thương đến người nghèo khó mỗi ngày. Hình ảnh người phụ nữ chia sẻ nước uống giữa trưa hè oi bức là một nét đẹp đời thường được người xứ Cù Lao quý trọng.